Chào mừng chị em đã quay trở lại kênh YouTube 2000 bíp. Hôm nay bên em mới về là một kiện hàng, đó là một chiếc máy ép chậm của hãng Hurom, hàng nội địa Nhật Bản điện 100V. Máy ép chậm thì có rất nhiều hãng nhá, ví dụ như Kuvin này, Hurom này, Panasonic này, một số các hãng nữa. Nhưng mà đấy là những bài một trong những ba hãng rất là nổi tiếng hiện tại và rất là nhiều người tin dùng. Hàng nội địa thì anh chị biết về độ chất và độ bền và độ công nghệ đó rồi. Dùng rất mọi người rất thích, bởi vậy mà mọi người rất hay đi mua đồ hàng bãi, hàng đã qua dụng ấy, thì giá nó sẽ mềm hơn nhưng mà dùng là khá là bền nhé và rất là thích. Có những khi mà anh chị mua hàng bãi, hàng cũ còn đắt hơn gấp nhiều lần mua hàng mới ở Việt Nam mình ở siêu thị nhé, nên là nhiều khi không phải là không có tiền mà đi xài hàng bãi đâu chị ạ, chỉ là chỉ anh chị nào mà xài hàng bãi rồi mình mới biết. Còn đương nhiên nếu mà anh chị có tiền mà mua hàng mới, hàng nội địa Nhật thì nó lại quá tuyệt vời rồi. Chẳng qua là mình muốn tiết kiệm một tí, mình mua những con hàng bãi mà ví dụ anh chị chọn những shop nào uy tín, mình chọn những con hàng xài lướt hoặc là nó xài rồi còn đẹp khoảng tầm 90% trở lên là quá ok rồi. Riêng đồ hàng bãi mà anh chị mua được những con nào mà đẹp tầm 90% trở lên mà nguyên bản nhá, không có tút tát, không có gì đó mà được 90% trở lên thì nói anh chị là xài ngon lắm, đa số là xài là cực kỳ ngon. Nhưng mà đồ điện tử thì mình cũng không có thể nói trước được bất kỳ điều gì nhé. Nhiều khi chị mua đồ mới về dùng một vài ngày hoặc một vài tháng nó lỗi là chuyện bình thường. Nhưng mà với hàng nội địa Nhật thì cơ bản là nó sẽ rất là bền, nó cũng không có dễ hỏng như cái đồ bình thường đâu chị ạ. Nhiều khi anh chị mua mấy con đồ Việt Nam mình nhiều khi còn dùng cả 5, 7, 5, 10 năm có khi chắc đã hỏng rồi nhé. Không chỉ là đồ Nhật, như được cái là đồ Nhật thì nó sẽ ngon hơn. Ví dụ nồi cơm chị nấu nó sẽ rất là ngon rồi, bếp từ cũng vậy. Nói chung là hàng Nhật thì nó công nghệ nó hơn rất nhiều ở Việt Nam mình. Đấy anh chị nhé, máy mới 100% gửi bên Nhật về là nó họ đây này. Đây là cái bill vận chuyển nhé. Đấy, đây là chắc là hãng vận chuyển gì này, là bill vận chuyển này. Nó bill vận chuyển tiếng Nhật nhé, tức là khi em mua của cái người bán này, họ sẽ gửi từ cái chỗ người bán này đến cái đơn vị vận chuyển Nhật Việt, từ đơn vị vận chuyển đó họ mới chuyển về Việt Nam cho mình nhé. Bởi vậy nó sẽ có một cái bill vận chuyển trong nội địa Nhật. Con máy này thì em nghĩ nó là máy mới 100% đây, tại em thấy nó nguyên thùng này. Đấy, về nó cũng không đóng gì thêm cho mình nhé, nó chỉ để nguyên thùng như vậy, bọc một cái lớp mút hơi bên ngoài. Rồi, bây giờ sẽ khui ra cho chị xem nhé. Đây, đây là hình dáng của chiếc máy Hurom này. Mình sẽ khui bóc ra xem nó là Hà Nội địa, nó có cái là cờ chấm đỏ Nhật đây. Con máy này thì sản xuất ở Hàn Quốc, made in Korea nhé, nhưng mà nó là nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc nhưng nó xuất sang thị trường Nhật. Hãng Kuvin cũng vậy nhé, Kuvin cũng sản xuất ở Hàn Quốc luôn. Bắt đầu em khui chi tiết đi nhá. Đấy, hình dáng cái máy này thì thông số kỹ thuật em nghĩ nó sẽ ở trong cái tem này. Ở đây hiện tại em không thấy thông số kỹ thuật nhé, chỉ biết là nó ghi là made in Korea thôi. Con này là hàng sản xuất tại Nhật, sản xuất tại Hàn Quốc, công nghệ Nhật nhé, nhà máy ở Nhật. Kiểu như là ví dụ nhà máy ở Honda Vĩnh Phúc ấy, thì nó, một số phụ tùng xuất sang Nhật thì nó vẫn ghi là made in Việt Nam nhé. Hoặc là iPhone, điện thoại iPhone ấy, rất đắt đỏ nhưng mà là sản xuất ở Trung Quốc. Hoặc là mấy cái điện thoại Samsung chẳng hạn, nhà máy Samsung ở Bắc Ninh ấy, thì nó lại ghi là made in Việt Nam chứ không thì nào ghi made in Korea được. Tức là hàng nào mà sản xuất ở đâu thì họ sẽ ghi ở đó nhé, ở nước đó. Thì ở những nước tiên tiến, những nước mà phát triển ấy, thì họ sẽ thường họ sản xuất ở bên nước thứ hai, thứ ba. Thứ nhất là họ nhân công rẻ, đất cát thuê nhà máy cái thứ nó rẻ. Ô, con này để em bỏ ra xem nó là máy mới hay là máy cũ nha. Con này khả năng là máy máy hàng xài rồi nhé, hàng xài lướt này. Một cái cối này. Bỏ hết ra để mình lắp ráp vào mới được này.
và còn nguyên một cái hộp nữa. Rồi bây giờ thì em sẽ bắt đầu lắp ráp vào nhá, mình sẽ thử xem cái hộp này có gì đã. Đấy, thực ra bên em cứ về là cứ khui hàng trực tiếp này, không biết bên trong nó có những gì và không biết mới cũ, tại vì mình mua nhiều quá vậy mình không để ý được, mình không nhớ được những cái con nào mình mua nó có gì cái gì đâu. Đó, mình khui ra là mình thực tế này. Bây giờ sẽ xem cái con trong hộp này nó có những cái gì đây. Em nghĩ nó sẽ là cái phụ kiện hai cái hộp thì nhựa để đựng nước thôi, đựng nước đựng bã khả năng là vậy. À ui giời, trong này là nhiều thứ thế. Đầu tiên là một cuốn sách này, cuốn này em nghĩ nó sẽ hướng dẫn mình một số cái món mà họ hay làm trái cây với lằng nhằng đây. Cuốn thứ hai là Hurom, ghi Hurom con này nó sẽ là hướng dẫn đến chị cách lắp đặt tháo rỡ cái này nhá, chi tiết luôn. Thì cái này mình về mình các phụ kiện là mình lắp ráp là mình cũng nhìn dễ hiểu lắm. Đây, đây chỗ lượng ép dứa này, nó sẽ hướng dẫn mình làm ép dứa này, ép táo, rồi nhìn nó chụp hình đẹp dã man luôn. Nước ép ép bò này, táo đấy, táo và kiwi này. Ôi rất là nhiều nước ép nhìn rất hấp dẫn đi nhá. Cái này là gì đây, cũng ép bò luôn. Cái này là nước cái gì nhỉ, cái cây này nó hơi nhớt nhớt này, cộng với táo này. Cái này là nước ép dừa dứa với dưa chuột, dưa leo này, nước ép dưa hấu này, rất nhiều loại nước ép này nhá, nhìn trông rất hấp dẫn nhá, nhìn cái hình nó chụp và nó là đẳng cấp đấy. Đây nước ép gì, nước ép ớt nữa hả, ớt và cam à, ớt này cho ớt ngọt anh nhá, nhiều khi nó sẽ đủ những cái dinh dưỡng vitamin. Ép táo, cà chua, rau cải, năm loại thế, cam, táo, ui nước ép nho, rất nhiều loại nhá. Rồi đây là ba cuốn sách, xem phụ kiện ở đây, có thêm một cái cối này, không biết là cái gì đây. Con này đương nhiên nó sẽ có hai cốc nhá, hai cốc này, một cái cốc đựng nước nó ép ra và một cái cốc đựng bã, hai cái này. Con này về thì đủ phụ kiện hết luôn rồi chị ạ. Cái này này, con này nắm đồ thế nhỉ, một cái thêm một cái catalog giới thiệu về cái máy Hurom này nữa. À, rất hay, rất rất nhiều loại nước ép làm từ cái máy này nhá. Cái này là một cái cốc, em nghĩ là một cái cốc có thể lọc những cái lớn hơn, to hơn gì đó. Cái này là hạ cái giỏ này, không biết để làm cái gì. Nó này trong bộ nó nhá, full bộ. Con này là về đầy đủ phụ kiện đấy chị này. À, cái này là màng lọc, tức là lọc to và lọc nhỏ nhá. Lọc to thì nó sẽ nhiều bột, nhiều cái chất xơ hơn. Còn lọc nhỏ này nó sẽ lọc chất xơ kỹ hơn. Nó hướng dẫn rất nhiều loại nước ép rất tốt nhá. Mình có thể mình tham khảo trên cái tờ này hoặc cái sách hướng dẫn ở trong trong ba cuốn kia. Tiếp theo bên trong một nữa thì em thấy một cái nắp này, nắp này đi theo cái nào đây, em nghĩ nó sẽ ở cái này, nó sẽ ở cái này. Cái này là cái để nhồi nhồi trái cây xuống này, cái này là cái để vệ sinh này, cái này là cái gì đây, rất là lắm thứ ở đây nhá. Rồi bây giờ em thử ráp nó vào cái nhá, xong mình thử khởi động cái xem sao. Mấy phụ kiện này tạm thời thì mình sẽ bỏ ra bên nhá, mình ráp cái bộ phận chính của nó vào thôi. Đây là cái máy đây, cái này nó đang ráp vào đúng vị trí rồi chị này, bắt đầu mình cho nó vào vị trí nhá. Rồi vào vị trí xong, cái này nó có hình như có cái khóa này chị này, đây là mở cái khóa. Em thấy nó có chữ Âu phần này. Đây là cái này mình gạt gạt. À cái này gạt gạt khóa, nhìn khóa cái móc này vào đây.
Đó là cứ để tạm đây nhé. Để vào cái lớp ốc phần này thì mình không có gạt được, mình phải để vào lớp trong mới mình mới cho xuống được kịch nhé. Đó, ok. Con này thì mình lắp ở phía trên này. Không biết còn cái gì bên trên nữa không nhỉ? À, cái này mình phải lắp. Nên lắp này đúng chưa? Hôm trước em có hay dùng con cu vinh hơn nhé. Con này thì, con hu rôm này thì mới thử lần đầu tiên này, nên là hơi bị bỡ ngỡ. Rồi đó, còn cái nhồi nó vào đây. Còn mấy cái này thì mình sẽ cái lưới to hơn thì nó sẽ lọc, nó sẽ không có kỹ cái chất xơ nhé. Nên là anh chị nào muốn uống nhiều chất xơ của nó hơn thì mình sẽ dùng cái lưới lọc lớn hơn. Đây, cái này là cái nhồi xuống nhé. Đây, mình cho trái cây đây, nếu mà nó mắc thì mình sẽ nhấn xuống bằng cái này, nhấn chiều lại cũng được nhé. Cái này thì cái dụng cụ để vệ sinh rồi thì mình sẽ để một bên. Rồi em sẽ thử cắm điện luôn nhé. Giúp em là điện 100V nhé, hàng nội địa Nhật nó là điện 100V. Trừ một số mặt hàng, ví dụ như là những cái mặt hàng, ví dụ cái gì nhỉ, mấy điều hòa này, bếp từ công suất lớn thì nó sẽ dùng điện 200V. Rồi đây em vừa cắm điện 100V nhé. Cái này thì bắt đầu mình sẽ bật nút ở đâu nhỉ? Đây, công tắc của nó thì nó sẽ nằm ở phía sau này. Đây, công tắc đây nhá. Và bây giờ em sẽ cho xa một xíu là mình sẽ bật thử nhá, cho nó quay nhá. Đó, nhìn thấy nó máy chạy này. Đó, cho trái cây đây, mình cứ ép, mình nhổ đây là nó sẽ tự nó xay sạch sẽ mà tất cả mọi thứ nhá. Rất ok luôn. Cái này thì em đã làm test video con hu rôm rồi. Để mai nếu mà có đi mua trái cây thứ về đồ ép ấy, thì em sẽ ép cho anh chị xem nhé. Ép con máy này. Cái loại này ép thì nước uống trái cây rất là bổ. Nhiều khi bắt bọn trẻ con nó ăn trái cây nhiều khi cũng hơi khó, nhưng bắt uống nước ép ở khi lại uống nhé, uống nó dễ hơn. Rồi, anh chị nào quan tâm đến chiếc máy này thì em sẽ bán này. Nguyên con này là về đôi đủ phụ kiện nhé. Đủ hết phụ kiện luôn, không thiếu cái gì luôn. Đấy, máy chạy ok mọi thứ nhá, mọi thứ phụ kiện đầy đủ, con thùng, con hộp, con sách hướng dẫn, tất cả mọi thứ luôn. À, hướng dẫn là có 3 cuốn luôn, bây giờ cả cái catalog nữa là 4 luôn này. Này, 4 cuốn sách luôn này nhá. Mình nhìn hình thì mình biết rồi, mình nhiều khi mình không biết tiếng Nhật thì mình có thể mình muốn đọc chữ thì mình dùng cái Google dịch nhá. Google dịch nó có máy, phần máy ảnh, anh chị chiếu máy ảnh vào đó là tự nó sẽ dịch hết cho anh chị luôn. Đó, con này nếu anh chị nào mua em sẽ bán cho anh chị là giá là 4.600.000 đồng nhá. Chỉ khoảng 100% bên em bao ship toàn quốc. Anh chị nào mua thì em sẽ tặng cho chị một chiếc pizza. Hoặc là anh chị có thể chọn quà tặng là một chiếc pizza và một chiếc kéo. Đây, một chiếc kéo này bên em mua về bên em tặng khách không anh nhá. Bán 80.000 một cái nhưng mà thôi. Toàn là đầy để tặng khách cho nó vui anh chị ạ. Này. Kéo Nhật nhá, kéo stainless steel này. Kéo đã qua sử dụng.
Rồi anh chị đã quan tâm liên hệ với em nhé. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Đấy, đầy đủ mọi thứ cho anh chị luôn. Ship hàng toàn quốc, hàng là bao test thoải mái trong 30 ngày nhé. 30 ngày có gì sự cố em sẽ đổi cho anh chị luôn.